Chuột, ăn đi con. Ăn đi nè. Chồng, con làm biếng ăn quá kìa. Để anh. Mời con gái vào nhà riêng. Cốc 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 cốc, shipper giao đồ ăn tới rồi. Xin mời. Bye bye. Cốc 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 cốc, shipper giao đồ ăn tới rồi. Đây. Thấy anh hay chưa em? Ủa, bữa em nói đau rát chân ti mà giờ em vẫn cố gắng dắt sữa hả? Em thay cái phễu silicon này nên là em ru rồi. Chắc chưa, để anh thử coi. À, rồi cũ thì nhựa nó cứng quá. Còn phễu silicon minimum thì được sử dụng chất liệu silicon y tế mềm mại, nên chịu được nhiệt độ từ âm 40 đến 300 độ, nên tiệt trùng thoải mái luôn. Có đường lưỡi gà đặt phía dưới hướng 5 giờ và 7 giờ để kích thích phản xạ xuống sữa tự nhiên. Anh thấy cái vòng tròn của phễu á, nó được thiết kế tỉ mỉ ôm sát vào bầu ngực của mẹ nên hít rất là chặt. Còn mấy cái này là cái gì vậy em? Anh gắn cái này là để điều chỉnh size của ti đó. Có đồ xịn từ Đức xài, hèn gì dạo gần đây hút sữa không thấy than thở gì hết ha. Còn con trai thì được uống sữa đã luôn. Chốt, anh chấm cái phễu này 9 bình sữa.